Ok thôi mẹ ơi, em 4-5 cân vẫn ngồi được nha. Mùa du lịch đến rồi mà có em này thì hết nước chấm nha. Tên 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 tên, đây chính là cứu tinh của ba mẹ mỗi khi cho bé ra ngoài chơi. Xe đẩy gấp gọn thì là món đồ quá quen thuộc mà bố mẹ nào cũng cần mua trong quá trình chăm sóc con nhỏ, nhất là khi muốn đưa bé đi ra ngoài dạo chơi. Chỉ với hơn 600 cành là con đã được trải nghiệm xe đẩy gấp gọn Owen này của nhà to bé rồi đấy bố mẹ nhé. Lúc mới mua về thì bố mẹ chỉ cần làm quen một lúc là có thể thao tác mở ra gấp gọn một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế này. Trọng lượng của em xe đẩy này thì chỉ có 3,8 cân thôi và có thể thoải mái để trên xe máy để bố mẹ đưa bé ra công viên Vivu hay là dạo chơi xung quanh khu nhà của mình rồi. Xe cũng sẽ có chế độ đảo chiều tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bố mẹ. Và phải nói là chi tiết khung xe đẩy Owen này làm khá là chắc chắn lắm nha. Em ngồi lên xe để chồng đẩy đi mà cũng vô tư luôn đây này. Bánh xe khi đẩy thì cũng sẽ có hạn chế sóc và còn có cả phanh bánh xe an toàn. Một gạt là đứng lại đảm bảo yên tâm nha. Phần tay đẩy của xe thì cũng sẽ có hai chế độ ngắn và dài, bố mẹ có thể tùy chỉnh để sao cho thoải mái nhất khi đẩy xe cho con nhé. Phần ghế ngồi và tay bám cũng rất là thoải mái và còn kèm cả đai an toàn nữa. Xe này thì không ngả được, thế nên phù hợp với bé tầm 6 tháng biết ngồi rồi đến khi con 3 tuổi vẫn thoải mái nha bố mẹ. Giữa một loạt các hãng xe đẩy giá bình dân thì em nghĩ Owen này của nhà to bé cũng khá là chân ái đấy nha.